và virus bại liệt này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu học nha các em. Virus đen, đây là virus gây nên căn bệnh khá là quen thuộc, đó chính là căn bệnh sốt xuất huyết. Thì về mục tiêu của bài này, mình cũng có 3 mục tiêu chính của virus nha. Đối với virus, mình đều có 3 mục tiêu. Mình phải mô tả được 4 đặc điểm học của virus, từng con virus, và đồng thời từ đó mình sẽ mô tả được những cái phương pháp chẩn đoán virus học dựa vào những cái đặc điểm virus đó. À, mục tiêu số 2 của mình đó là trình bày được khả năng và cơ chế gây bệnh. À, mục tiêu này nếu như các em đạt được thì khả năng các em sẽ trở thành được một bác sĩ giỏi. Tại vì một bác sĩ giỏi mình sẽ giỏi ở cái phần chẩn đoán, à, làm sao để mình đoán được đúng bệnh. Thì đối với cái khi mà các em nắm được cái khả năng và cơ chế gây bệnh của từng loại virus và từng loại vi khuẩn, thì lúc này trong đầu các em sẽ có một cái kiến thức hình dung về tất cả những cái căn bệnh có lây và đó là tác nhân nào. Thì từ đây mình mới có được cái phương pháp điều trị cho chính xác. Ha. Thì mục tiêu số 2 này không có trong cái đề thi của mình, à, rất ít khi có trong đề thi của mình, nhưng đây là cái mục tiêu để sau này các em hướng tới. Đây. Về đặc điểm virus học, chúng ta sẽ có 4 đặc điểm. Đầu tiên là về cấu trúc. Đối với virus đen, đây cũng là một virus hình cầu như bao virus khác. À. Bao bên ngoài sẽ là lớp capsid, và lớp capsid này sẽ đóng vai trò làm kháng nguyên, và phần lõi của nó là ARN. À. Phần lõi là ARN nha, không phải là ADN. Lõi của virus đen là ARN. À. Mình chỉ cần nhớ nhiều ở đặc điểm cấu trúc của virus đen thôi. Về đặc tính nuôi cấy của virus đen, virus này sẽ nuôi cấy được trên tế bào ung thư cổ tử cung, tế bào HeLa. Tế bào KB là tế bào ung thư biểu bì, và đồng thời virus này cũng nuôi cấy được trên tế bào mũi C6 sạc 36. Này, đây là những tế bào nuôi cấy được virus virus đen. Nhắc lại, virus đen là virus gây nên căn bệnh sốt xuất huyết, và chúng ta gọi căn bệnh đó là căn bệnh sốt xuất huyết đen. Này. Ngoài ra virus đen còn được nuôi cấy trong não chuột nhắt trắng 1 đến 3 ngày tuổi, thì cái này là thường hay sử dụng trong phòng thí nghiệm nha các em, hoặc là trên cơ thể mũi tosohen chuột hoặc là mũi Aedes aegypti nha. Mình có một số căn bệnh và mình nói mũi là trung gian truyền bệnh. Vậy trung gian truyền căn bệnh sốt xuất huyết đen sẽ là mũi nào các em? Các em học tiếng trùng chưa? Rồi. Aedes aegypti chính là mũi trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết đen. Vậy loại mũi nào là trung gian truyền bệnh viêm não Nhật Bản? À, mũi Culex. Loại mũi nào là trung gian truyền bệnh sốt rét? Anophele, đúng rồi. Mũi là trung gian truyền bệnh chứ mũi không hề là tác nhân gây bệnh nha các em. Về khả năng đề kháng, virus đen sẽ bị tiêu diệt bởi ether hoặc là formalin ở 60 độ C trong vòng 30 phút. Thực tế mà nói, khi ra đề thi cho các em, nếu như có ngay cái bài này hoặc là tất cả những cái bài virus khác thì sẽ không bao giờ cho cái khả năng đề kháng của virus, bởi vì nó rất là sâu và không cần đối tượng các em phải nhớ. Nha. Dung dịch muốn bảo quản được, xin lỗi các em, là muốn giữ chủng được virus đen, chúng ta phải giữ chủng bằng dung dịch lysine 50% và đông lạnh ở âm 70 độ C. Thì những bài trước trước chị cũng có nói rồi, chúng ta giữ chủng virus là để chế tạo ra vaccine. Này. Về thành phần kháng nguyên, đối với virus đen sẽ có kháng nguyên kết hợp bổ thể, kháng nguyên trung hòa và kháng nguyên nhân ngưng kết hồng cầu nha. Những cái thành phần kháng nguyên này chính là những cái lớp capsid bao chính là lớp capsid bao gồm các capsomer bao bên ngoài của cấu tạo virus đen. À, thì những cái thành phần lớp capsid này sẽ đóng vai trò kết hợp bổ thể trung hòa và ngăn ngưng kết hồng cầu. Thì khi virus có những cái thành phần kháng nguyên này thì lát nữa chúng ta sẽ có những phương pháp huyết thanh học tương ứng với những cái thành phần kháng nguyên đó. À,
Thì dựa vào những cái điểm khuyết khác nhau giữa những cái thành phần kháng nguyên này, chúng ta chia virus đen ra làm 4 tiếp từ D1 cho đến D4. Nha. Từ 2017 trở về trước, chúng ta có 4 tiếp virus đen từ D1 cho đến D4. Từ năm 2017 trở đi là chúng ta có thêm một cái tiếp thứ năm nữa, nhưng tiếp thứ năm chưa được đưa vào giáo trình, cho nên chị chỉ nói cho các em thôi. Còn trong giáo trình của chúng ta hiện tại chỉ có 4 tiếp thôi. Từ năm 2017 mới xuất hiện tiếp thứ năm. Nào. Bây giờ một câu hỏi đặt ra ở đây là virus đen có tất cả là 4 tiếp như vậy và đang xuất hiện cái tiếp thứ năm như vậy, thì liệu chúng ta có cái vaccine để phòng ngừa được virus này hay không? À, câu thứ nhất. Câu thứ hai là sau khi chúng ta đã mắc căn bệnh sốt xuất huyết này rồi thì chúng ta có miễn dịch đối với căn bệnh này hay không? À, có một số trường hợp khi chúng ta nhiễm virus, khi virus xâm nhập vào bên trong cơ thể, chúng ta sẽ kích thích cơ thể chúng ta tạo ra kháng thể và kháng thể đó sẽ tồn tại suốt đời trong cơ thể của chúng ta và giúp cơ thể chúng ta chống chọi lại được căn bệnh, tức là miễn nhiễm cho những lần nhiễm sau. Chẳng hạn như căn bệnh thủy đậu. À, chỉ cần một lần bị thủy đậu thôi thì trong cơ thể của chúng ta sẽ có kháng thể và kháng thể đó sẽ miễn nhiễm cho chúng ta trong những lần nhiễm tiếp theo, tức là chúng ta trong cuộc đời chúng ta chỉ có một lần bị thủy đậu thôi, không hề có lần thứ hai. Chẳng hạn như quai bị. Quai bị cũng là do virus gây quai bị gây ra. Chẳng hạn như sởi. À, thì chúng ta chỉ bị một lần thôi, chúng ta không bị lần thứ hai. À, vậy ở virus đen này có trường hợp đó hay không? Tức là chúng ta đã từng mắc căn bệnh sốt xuất huyết này rồi thì liệu chúng ta có ngừa được căn bệnh này hay không? Tức là mình được miễn nhiễm cho lần thứ hai hay không? Là một câu hỏi đặt ra ở đây. À, trường hợp một câu hỏi thứ hai hồi nãy là chị có nói rồi, là bây giờ nó có đến 4 tiếp như vậy và có 5 tiếp luôn thì chúng ta có vaccine để phòng ngừa được căn bệnh này hay không? À, đây. Thì đối với những cái tiếp này nó sẽ có phản ứng ngưng kết hồng cầu, sẽ có hiện tượng ngưng kết chéo giữa các tiếp với nhau. À, đối với các tiếp virus đen sẽ có hiện tượng ngưng kết chéo. À, rồi giờ cho chị đọc comment của các bạn nha. À, mình có vaccine hả? Có vaccine phòng ngừa và có kháng thể sau khi bị bệnh nhưng có thể bị nhiễm lại. Khi bị mắc một tiếp có thể miễn dịch với tiếp đó suốt đời và tiếp còn lại là từ 3 đến 6 tháng. Trời, hai bạn lớp trưởng đâu? Bạn anh Nguyễn Trúc Anh này, lớp trưởng ghi tên lại dùm chị nha, trong danh sách cộng điểm nha. Lớp trưởng đâu? Lớp trưởng lên tiếng coi. Dạ rồi chị ơi. Rồi. Bạn trả lời đúng nha nha các em. À, câu hỏi thứ nhất của chị hồi nãy đó là khi chúng ta bị mắc căn bệnh sốt xuất huyết đen, chúng ta có miễn dịch với căn bệnh này hay không? À, thì chính xác là chúng ta sẽ có miễn dịch đối với căn bệnh này. Nếu như chúng ta nhiễm một tiếp thì sẽ có miễn dịch đối với tiếp đó và miễn dịch đó là miễn dịch suốt đời. Thì vì sao là miễn dịch suốt đời thì lát nữa với những cái phương pháp huyết thanh học chị sẽ giải thích điều đó. Đây. Và đối với những tiếp còn lại là từ 3 đến 6 tháng thì câu trả lời của trường hợp từ 3 đến 6 tháng là nó sẽ nằm ở đây. Yeah. Bởi vì giữa các tiếp sẽ có hiện tượng ngưng kết chéo xảy ra. Nhưng cái hiện tượng ngưng kết chéo này nó sẽ không bền vững. À, trong vòng từ 3 đến 6 tháng và cái hiện tượng ngưng kết chéo này sẽ giảm và lúc này kháng thể sẽ không còn là kháng thể chéo nữa. À, tức là chúng ta sẽ bị nhiễm lại lần sau đối với những tiếp khác trong vòng từ 3 đến 6 tháng sau khi chúng ta đã khỏi căn bệnh sốt xuất huyết rồi. Thì chúng ta sẽ đứng trước nguy cơ sẽ nhiễm những tiếp khác. À, do đã hết cái hiện tượng ngưng kết chéo rồi. Này. Một câu hỏi. Câu hỏi lát nữa vaccine thì mình sẽ nói sau nha. Này. Dây chuyền dịch tễ học. Chúng ta nhìn trên hình đây chính là dây chuyền dịch tễ học của căn bệnh sốt xuất huyết đen.
Một cái dây chuyền nhìn vào nghĩ rằng chúng ta rất dễ hiểu. Đầu tiên nó là mũi Aedes aegypti hay còn gọi là mũi vằn. Mũi này sẽ đốt người mang mầm bệnh sốt xuất huyết. Và lúc này trong cơ thể mũi sẽ chứa mầm bệnh sốt xuất huyết. Và trên cái dây chuyền này, mình nhìn thấy được cái mũi mang mầm bệnh sốt xuất huyết này sẽ đốt người lành và lúc đó dẫn đến người lành mang bệnh. Một câu hỏi đặt ra ở đây là theo cái dây chuyền dịch tễ học như vậy liệu có thành dịch hay không? Chúng ta có dịch sốt xuất huyết. Việt Nam của chúng ta hoàn toàn nằm trong vùng dịch sốt xuất huyết, tức là từ Bắc chí Nam của chúng ta. Từ Bắc chí Nam. Trên cái hình ảnh dịch tễ học này mình nhìn thấy được cái vùng màu đỏ, cái vùng màu đỏ chính là vùng dịch sốt xuất huyết lưu hành. Và Việt Nam của chúng ta hình chữ S thân thương này đang có cái màu đỏ từ Bắc chí Nam. Điều này có nghĩa là Việt Nam của chúng ta hoàn toàn nằm trong vùng dịch sốt xuất huyết. Thì ngược lại, trên cái dây chuyền dịch tễ học này, từ một con muỗi vằn Aedes aegypti đốt người mang mầm bệnh sốt xuất huyết và bản thân đó đốt người lành, liệu có thể thành dịch hay không? Bạn nào có thể giải thích được lý do vì sao lại thành dịch sốt xuất huyết? Lý do vì sao lại có dịch sốt xuất huyết xảy ra? Một khi nó lây lan một cách dữ dội thì mới có thể tạo ra được cái dịch sốt xuất huyết được. Chứ nếu như nó lây lan từ một con muỗi và từ đó đốt người lành và nó làm cho người lành mang bệnh thì không thể nào thành dịch được. Kêu nha các em, sổ số. Phạm Thị Hải Yến. Phạm Thị Hải Yến. Yến ơi. Dạ em nghe cô. Theo em thì lý do vì sao mà chúng ta có dịch sốt xuất huyết? Thưa cô, em nghĩ là do muỗi nó sinh sản xong rồi lăng quăng rồi thành muỗi thì nó lăng quăng thành muỗi rồi mấy con muỗi đó nó mang bệnh xong rồi nó đi chích. Rồi rồi, cảm ơn em. Thì bạn cũng đã hiểu vấn đề rồi nha các em. Từ cái dây chuyền dịch tễ học này, đầu tiên muỗi Aedes aegypti, muỗi này sẽ đốt người mang mầm bệnh sốt xuất huyết. Chúng ta đã qua học ký sinh trùng rồi, mình sẽ quay lại con muỗi. Chúng ta có hai loại muỗi là muỗi đực và muỗi cái. Vậy muỗi nào sẽ đốt người? Muỗi cái sẽ đốt người. Vậy muỗi cái đốt người để làm gì các em? Mục đích là để làm gì? Để nuôi trứng. Chính xác là muỗi đốt người, lấy máu người đó để nuôi trứng. Thực ra mà nói bản thân con muỗi nó cũng không có muốn đâu, nhưng mà là do vì duy trì nòi giống thôi, vì lý do là phải sinh sản thôi cho nên phải đốt người, cho nên đôi khi các em cũng phải thông cảm với muỗi. Đây, muỗi đốt người là để nuôi trứng. Vậy sau khi muỗi đã đốt xong rồi, tại sao nó phải hy sinh thân mình để nó đốt để đốt người, trong khi tỷ lệ chết của nó rất cao? Đó, thì để sinh sản, thì sau khi muỗi đốt xong rồi, đốt người xong rồi thì đã hoàn thành được cái mục đích của mình, tức là đi sinh sản, chứ không bao giờ rảnh đâu để đi đốt người nữa. Thì sau khi muỗi đốt người xong rồi sẽ đi sinh sản. Và mỗi con muỗi mỗi lần đẻ khoảng bao nhiêu trứng? Bao nhiêu trứng các em? Ký sinh trùng học rồi. Muỗi đẻ trứng bao nhiêu? Bao nhiêu? Bạn nào có con số chính xác? Biết là vậy. Rồi. Ít quá. 100, 200 là rất ít. Chưa có con số chính xác. Rồi, muỗi đẻ trứng khoảng 400.000 trứng mỗi lần, một lần. Thực ra nó đẻ chỉ có một lần thôi.
Rồi. Thì từ đây, từ trứng này sau qua những cái vòng đời của muỗi để trở thành muỗi trưởng thành, thì lúc này muỗi trưởng thành sẽ mang mầm bệnh sốt xuất huyết. Thì từ cái muỗi trưởng thành này mang mầm bệnh sốt xuất huyết mới bắt đầu đi đốt người lành, và lúc đó người lành sẽ mắc bệnh. Chính vì vậy mới thành dịch sốt xuất huyết. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xem một đoạn clip về khả năng gây bệnh của virus đen. Đây là muỗi vằn, muỗi Aedes aegypti. Dengue fever is a threat to almost half of the world's population. Dengue is a major public health problem, particularly in Latin America and Asia, where outbreaks occur regularly. When biting a person for its blood meat, an infected mosquito releases saliva containing the dengue virus. Once in the body, the virus infects the immune cells in the skin tissue. Nào, đây là hệ thống miễn dịch của cơ thể nha các em. Đây là tế bào bạch cầu, đầu tiên sẽ gặp tế bào bạch cầu đơn nhân. Và từ đây sẽ vào hệ thống bạch huyết. Đây là hệ thống bạch huyết của cơ thể. Trong hệ thống bạch huyết này sẽ xảy ra một sự đấu tranh trực liệt giữa tế bào bạch cầu đơn nhân và virus đen. During the incubation thì period, một điều đương nhiên là virus đen sẽ chiến thắng. Thì sau khi đã tiêu diệt được bạch cầu đơn nhân rồi thì virus đen sẽ theo đường máu, theo đường mạch máu đến các mạch máu nhỏ. Mình nhìn thấy được cái những mạch máu này bắt đầu rung lên, sẽ có hiện tượng đỏ mặt trên lâm sàng the blood vessels become và gây nên hiện tượng xuất huyết. Plasma đây là hệ thống thành mạch này các em. Thì những cái mạch máu nhỏ này mình nhìn thấy được cái thành mạch bắt đầu rung lên, sẽ có hiện tượng vỡ mạch, đó là xuất huyết. It draws in the dengue virus contained in the blood. By biting another person, it can transmit the virus and spread the disease. Nhớ lại nè, đầu tiên thì qua vết đốt của muỗi, lúc này virus đen sẽ xâm nhập vào theo đường máu, lúc này sẽ gặp bạch cầu đơn nhân và từ đây sẽ vào hệ thống bạch huyết. Tại hệ thống bạch huyết sẽ xảy ra sự đấu tranh. Thì lúc này sau khi đã chiến thắng rồi thì virus đen sẽ xâm nhập vào bên trong cơ thể theo đường máu và đến các cơ quan. Khả năng gây bệnh, biểu hiện lâm sàng của virus đen đầu tiên đó là giai đoạn ủ bệnh. Thì sau khi bị muỗi đốt thì cơ thể bệnh nhân sẽ bắt đầu thay đổi đến cái giai đoạn toàn phát, đến giai đoạn khởi phát. Và cái thời gian ủ bệnh này thường sẽ là 14 ngày, có thể từ 2 đến 14 ngày tùy vào cơ địa của bệnh nhân, nhưng cái đáp cao nhất của nó sẽ là 14 ngày đối với nhiễm virus. Đây, đến giai đoạn khởi phát thì lúc này bệnh nhân sẽ biểu hiện sốt cao, sốt rất là cao, sốt trên 38 độ C, sốt liên tục không hạ, có thể đáp ứng với thuốc hạ sốt hoặc không. Đồng thời sẽ có biểu hiện của đau mỏi cơ và đặc biệt là đau sau hai hố mắt. Biểu hiện đau sau hai hố mắt đó là biểu hiện đau điển hình của sốt xuất huyết đen. Một khi chúng ta là bác sĩ, chúng ta hỏi được bệnh nhân trả lời bệnh nhân cảm thấy rất là nhức mỏi cơ và đồng thời đau sau hai hố mắt, thì y như rằng khả năng rất là cao đó là sốt xuất huyết đen. Đến giai đoạn toàn phát thì cái lúc này là thực sự mà nói thì đã quá trễ rồi, mình đã biết hoàn toàn luôn rồi, đó là sốt xuất huyết đen. Là một bác sĩ giỏi, chỉ cần ở giai đoạn khởi phát này thôi là chúng ta phải xác định được bệnh nhân có khả năng mắc sốt xuất huyết đen hay không, chứ không phải đợi đến giai đoạn toàn phát rồi chúng ta mới phát hiện được nha. Bác sĩ như vậy là không giỏi nha các em. Rồi, làm sao mình phải đoán được? Mình đoán được ở giai đoạn khởi phát. Đương nhiên là mình không thể nào đoán được ở cái giai đoạn ủ bệnh rồi. Mình phải đoán được ở giai đoạn khởi phát, khi bệnh nhân chưa có biểu hiện xuất huyết xảy ra. Rồi.
Về chẩn đoán virus học, chúng ta sẽ có hai phương pháp chẩn đoán, đó là chẩn đoán trực tiếp và gián tiếp. Tất cả những con virus chúng ta đều có hai phương pháp chẩn đoán hết, trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp chúng ta sẽ tiến hành phân lập và định loại virus, và chẩn đoán gián tiếp chúng ta sẽ thông qua huyết thanh của bệnh nhân. Chẩn đoán trực tiếp, đầu tiên mẫu bệnh phẩm của chúng ta sẽ là mẫu máu của bệnh nhân. Mẫu máu chủ yếu chúng ta sẽ lấy huyết thanh của bệnh nhân. Mẫu máu của bệnh nhân sẽ được lấy hai lần, lần đầu khi bệnh nhân nhập viện và lần thứ hai sau khi bệnh nhân đã nhập viện một tuần. Hoặc là trường hợp mình có thể lấy mẫu não của tử thi trong trường hợp bệnh nhân đã mắc, và chúng ta sẽ có vector truyền bệnh, đó là Aedes aegypti. Đây là trung gian truyền bệnh. Thì chúng ta sẽ tiến hành phân lập trên chuột nhắt trắng 1 đến 3 ngày tuổi, hoặc là phân lập trên tế bào mũi C6-36, hoặc là trên cơ thể mũi tôi cho hình chút. Thì trong những cái trường hợp đặc biệt đó các em, trong những cái trường hợp mà bệnh nhân nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân, hoặc là bệnh nhân đang nằm trong cái phòng hồi sức tích cực đó, thì ngày xưa chúng ta hay sử dụng đó là phương pháp phân lập trên mũi sóng tôi cho hình chút, nhưng mà bây giờ thì hiện tại là chúng ta ít sử dụng nha. Đây là những cái kiến thức hơi sâu một chút xíu, nhưng lâu lâu trong cái bộ đề thi đó, có một hai câu nha các em, nên mình để ý chút xíu. Sau khi chúng ta đã tiến hành phân lập, tức là mình nuôi cấy virus này rồi, thì chúng ta sẽ định loại virus này bằng những cái phương pháp huyết thanh kết hợp. Nhưng những cái phương pháp huyết thanh này, chúng ta sẽ tìm cái thành phần kháng nguyên của virus. Nếu như virus mà chúng ta nuôi cấy được nó đạt thỏa tiêu chí những cái thành phần kháng nguyên của virus đen, thì chúng ta kết luận đó là virus đen. Vậy thôi. Phương pháp chẩn đoán huyết thanh, đây chính là phương pháp dựa trên sự kết hợp giữa kháng nguyên và kháng thể. Sao mấy đứa có vấn đề gì không? Dạ, cho em hỏi đi em chị. Hỏi đi em. Dạ, em thấy là kỹ thuật phân lập trên mũi sống, người ta nói là sau khi tiêm nuôi mũi trong lòng 28 độ C trong 14 ngày, mà đối với bệnh nhân nặng thì sau tới 14 ngày lận thì nó có quá trễ không chị? Em không hiểu không? Rồi, cảm ơn em nha. Rồi, để chị sẽ giải thích cho. Chị có nói rồi nè, mà tại mấy đứa không có để ý. Rồi, tại vì đây cái kỹ thuật phân lập và định loại virus, tức là nuôi cấy virus này á, ngày xưa chúng ta mới sử dụng cái thời đại mà chưa có phương pháp huyết thanh học á các em, thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp này để tìm ra virus. Mà trong cái thời đại đó thì chỉ có cái phương pháp này là coi như là ổn nhất. Còn sau khi mà đã có phương pháp huyết thanh học rồi thì hiện tại đa phần những bệnh viện đều sử dụng phương pháp huyết thanh học hết. Đó, chị có nói mà. Đây nè, nhắc lại nè. Thì khi cái phương pháp phân lập trên mũi sóng tôi xô hình chút này sẽ sử dụng trong cái thời mà chưa có phương pháp huyết thanh học. Được chưa? Thì cái phương pháp này sẽ sử dụng trong những cái trường hợp là bệnh nhân rất là nặng, bệnh nhân nguy hiểm đến tính mạng, hoặc là bệnh nhân nằm trong phòng hồi sức tích cực. Rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ sử dụng phương pháp huyết thanh học. Hầu hết tất cả các bệnh viện hiện tại đang sử dụng phương pháp huyết thanh học. Thì phương pháp huyết thanh học này, đây là một phương pháp chẩn đoán gián tiếp. Mẫu bệnh phẩm của chúng ta sẽ là mẫu huyết thanh, mẫu máu. Làm cách nào để chúng ta lấy được huyết thanh của bệnh nhân các em? Từ mẫu máu toàn phần, làm cách nào để chúng ta lấy được huyết thanh của bệnh nhân? Chúng ta có những cách nào để lấy? Xin mời các em. Quay ly tâm. Quay ly tâm thì là quay trong bao lâu và bao nhiêu ngàn vòng trên phút? Quay ly tâm quay bao lâu? Bao nhiêu ngàn vòng trên phút? Không phải là 8.000 vòng. Chưa có con số chính xác. Thực ra là chỉ 3.000 vòng trên 10 phút, trên 5 phút thôi nha các em.
Trường hợp thứ hai cần quay ly tâm đó 10.000 vòng 5 phút nè, một bạn trả lời đúng nè, cái bạn Nguyễn Nguyễn Thị Thảo nè. Chắc Nguyễn Thị Thảo Nguyên đó. Lớp trưởng cộng điểm ghi vào danh sách cộng điểm giùm chị. Trường hợp thứ hai chúng ta cần lấy, chúng ta lấy được huyết thanh của bệnh nhân, đó chính là chúng ta để lắng tự nhiên. Thì khi chúng ta để lắng tự nhiên thì lúc này những cái thành phần tế bào máu và xin lỗi các em, trong cái trường hợp mà virus đen chúng ta lấy huyết thanh để tiến hành làm thử nghiệm thì chúng ta phải để lắng tự nhiên chứ không phải là quay 10.000 vòng trên 5 phút. Bởi vì sao? Bởi vì trong trường hợp sốt xuất huyết đen, virus này sẽ nhắm thẳng vào tế bào tiểu cầu, vào tế bào hồng cầu luôn, đã gây nên hiện tượng xuất huyết trên lâm sàng. Cho nên phải để máu lắng tự nhiên chứ không được quay ly tâm, lúc này sẽ gây vỡ hồng cầu, ảnh hưởng đến kết quả. Sau khi chúng ta lấy huyết thanh, chúng ta lấy mẫu máu của bệnh nhân lần 1 và lần 2, chúng ta sẽ bảo quản ở âm 20 độ C. Một câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao mình phải lấy huyết thanh của bệnh nhân lần 1 và lần 2? Mình lấy một lần thôi được hay không? Vì sao? Chút xíu nữa sẽ trả lời nha. Từ mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân, chúng ta sẽ thực hiện một số phương pháp huyết thanh học, và phương pháp này sẽ dựa trên sự kết hợp giữa kháng nguyên và kháng thể. Tức là virus đen có những cái thành phần kháng nguyên nào thì chúng ta sẽ có những phương pháp huyết thanh học tương ứng. Tức là khi những cái thành phần kháng nguyên của virus đen xâm nhập vào bên trong cơ thể sẽ kích thích cơ thể tạo ra kháng thể tương ứng. Cho nên nhiệm vụ của phương pháp huyết thanh học là tìm ra được cái kháng thể đó trong huyết thanh của bệnh nhân. Đầu tiên sẽ là phương pháp ngăn ngưng kết hồng cầu, chúng ta sẽ tìm kháng thể ngăn ngưng kết hồng cầu trong huyết thanh của bệnh nhân. Đối với trường hợp phương pháp ngăn ngưng kết hồng cầu, đây là một phương pháp nhạy cảm và dễ thực hiện nhưng không thực hiện tại Việt Nam của chúng ta. Kháng thể của phương pháp ngăn ngưng kết hồng cầu, tức là kháng thể ngăn ngưng kết hồng cầu, kháng thể này tồn tại lâu trong cơ thể của bệnh nhân và khoảng trên 50 năm. Điều này có nghĩa là khi chúng ta bị nhiễm virus đen, kháng thể ngăn ngưng kết hồng cầu sẽ tồn tại trong cơ thể chúng ta gần như là suốt đời. Điều đó cũng có nghĩa là một khi chúng ta nhiễm một tiếp virus đen thì chúng ta sẽ có kháng thể đặc hiệu đối với tiếp đó, và chúng ta sẽ ngừa được tiếp đó suốt đời rồi các em. Tức là mình sẽ có miễn dịch đối với tiếp đó suốt đời, bởi vì 50 năm là cũng gần như là cả đời rồi. Về nhược điểm của phương pháp ngăn ngưng kết hồng cầu thì phương pháp này sẽ không định loại được tiếp huyết thanh gây bệnh. Tức là mình có 4 tiếp huyết thanh và năm 2017 chúng ta có thêm một tiếp huyết thanh nữa, thì chúng ta không có định loại được tiếp huyết thanh bằng phương pháp ngăn ngưng kết hồng cầu. Thì cái nguyên tắc của cái phương pháp ngăn ngưng kết hồng cầu này cũng dựa trên sự kết hợp giữa kháng nguyên và kháng thể thôi. Hầu hết tất cả những phương pháp huyết thanh học đều dựa trên sự kết hợp giữa kháng nguyên và kháng thể hết. Đây là hình ảnh của nó. Phương pháp thứ hai đó là phương pháp kết hợp bổ thể, tức là chúng ta sẽ tìm kháng thể kết hợp bổ thể trong huyết thanh của bệnh nhân. Phương pháp này có ưu điểm, phương pháp này được sử dụng rộng rãi nhưng không sử dụng tại Việt Nam của chúng ta, bởi vì lý do của nó nằm ở nhược điểm. Việt Nam của chúng ta sẽ thực hiện theo 3 tiêu chí: ngon, bổ và rẻ. Tức là phương pháp đó phải thật sự là hiệu quả, nhưng nó phải dễ thực hiện và nó phải rẻ tiền. Nhược điểm của cái phương pháp kết hợp bổ thể là thực hiện khá là phức tạp. Cái gì phức tạp sẽ không sử dụng ở Việt Nam nha, ít sử dụng lắm nha mấy đứa, chừng nào bất đắc dĩ lắm nha. Còn thực mình sẽ lựa những cái gì thuộc 3 tiêu chí ngon, bổ, rẻ. Lát nữa mình sẽ nói đến những cái phương pháp khác. Về nhược điểm của phương pháp này là thực hiện khá phức tạp và đồng thời hạn chế trong nghiên cứu. Tức là ở một cái vùng nào đó khi có dịch sốt xuất huyết lưu hành, người ta cần nghiên cứu, tức là nghiên cứu lại thôi. Trong cái thời điểm dịch là họ không nghiên cứu được, họ cần nghiên cứu lại. Thì do cái kháng thể kết hợp bổ thể này, kháng thể này không tồn tại lâu trong huyết thanh của bệnh nhân, cho nên một khi họ muốn nghiên cứu lại cái vùng dịch tễ đó thì họ không nghiên cứu được.
bởi vì nó đã không còn cái kháng thể này rồi, cho nên cái phương pháp này rất là hạn chế trong nghiên cứu. Về nguyên tắc cũng dựa trên sự kết hợp giữa kháng nguyên và kháng thể. Phương pháp thứ ba là phương pháp trung hòa. Chúng ta sẽ tìm kháng thể trung hòa trong huyết thanh của bệnh nhân. Ưu điểm của phương pháp này là đặc hiệu và nhạy cảm. Điều này có nghĩa là độ đặc hiệu của nó cũng cao và độ nhạy của nó cũng cao luôn. Nhưng nhược điểm của cái phương pháp này là thực hiện khá phức tạp, lại còn đắt tiền nữa. Một khi thực hiện phức tạp và đắt tiền thì Việt Nam của chúng ta không có sử dụng phương pháp này nha các em. Mình phải biết nha, sau khi mình học xong bài này rồi, chúng ta sẽ biết một số phương pháp nào mà những cái bệnh viện tại Việt Nam của chúng ta hiện nay có, để chúng ta sau này khi các em trở thành bác sĩ rồi thì các em sẽ là những người chỉ định xét nghiệm. Phương pháp trung hòa này sử dụng được trong nghiên cứu bởi vì lý do kháng thể trung hòa này, kháng thể này sẽ tồn tại trong huyết thanh của bệnh nhân rất là lâu, khoảng trên 50 năm luôn, giống như phương pháp ngăn ngừng kết hồng cầu, giống như kháng thể ngăn ngừng kết hồng cầu. Thì trong cái trường hợp mà nhà dịch tễ muốn nghiên cứu lại ở một vùng nào đó thì họ rất là dễ dàng nghiên cứu bằng cái phương pháp trung hòa này. Cái này sử dụng ở nước ngoài nha các em. Thì nguyên tắc của phương pháp này cũng dựa trên sự kết hợp giữa kháng nguyên và kháng thể. Phương pháp thứ tư là phương pháp ELISA. Phương pháp này là phương pháp miễn dịch hấp thụ thu bắt kháng thể IgM. Chúng ta có kháng thể IgM và kháng thể IgG, thì những cái thành phần kháng thể này cụ thể là như thế nào thì các em sẽ được học ở sinh lý bệnh và miễn dịch. Về ưu điểm của phương pháp này là một phương pháp đơn giản, rẻ tiền, dễ thực hiện. Phương pháp này đã thỏa được 3 tiêu chí gọi là ngon, bổ và rẻ. Tức là nó phải rẻ tiền, nó phải dễ thực hiện, nhưng nó phải hiệu quả mới được. Phương pháp này là một phương pháp có ưu điểm chỉ lấy máu bệnh nhân có một lần thôi. Hồi nãy mình có nói chung, một khi lấy huyết thanh của bệnh nhân chúng ta sẽ lấy hai lần. Lần đầu khi bệnh nhân nhập viện và lần thứ hai là sau một tuần. Tại sao phương pháp này chỉ lấy máu bệnh nhân có một lần thôi? Nó là ưu điểm luôn đó các em. Thì cái gì nó cũng có lý do của nó hết. Thì cái phần nhược điểm nó đơn giản, nó dễ thực hiện, thì cái độ nhạy của nó không cao. Đây là hình ảnh của phương pháp ELISA. Nhắc lại, phương pháp ELISA, phương pháp này sẽ tìm kháng thể IgM trong huyết thanh của bệnh nhân. Lý giải vì sao kháng thể IgM trong huyết thanh bệnh nhân, chúng ta tìm kháng thể này chỉ lấy máu một lần bệnh nhân, chỉ lấy máu một lần duy nhất. Câu hỏi nha. Lý do vì sao trong phương pháp tìm kháng thể IgM trong huyết thanh của bệnh nhân, chúng ta chỉ lấy huyết thanh của bệnh nhân có một lần duy nhất, tức là chúng ta chỉ làm thử nghiệm một lần thôi, chúng ta không làm thử nghiệm lần thứ hai. IgM không phải là kháng thể tự nhiên. Vì sau 5 ngày IgM giảm? Câu trả lời này chính xác. Bạn lớp trưởng cộng điểm cho bạn Phạm Thị Hải Yến nha. Lát nữa chị sẽ giải thích chung luôn vì sao phương pháp này chỉ lấy máu của bệnh nhân một lần và những phương pháp khác sẽ lấy máu bệnh nhân hai lần. Phương pháp huỳnh quang gián tiếp. Phương pháp này cũng dựa trên sự kết hợp giữa kháng nguyên và kháng thể, nhưng mà lúc này cái kháng nguyên nó sẽ gắn huỳnh quang. Thì khi có sự kết hợp giữa kháng nguyên và kháng thể, lúc này sẽ có hiện tượng huỳnh quang phát sáng, và chúng ta khi nhìn thấy được hình ảnh này thì chúng ta sẽ xác định được là có sự kết hợp giữa kháng nguyên và kháng thể, và lúc đó là phản ứng dương tính và bệnh nhân là mắc bệnh và nhiễm virus. Mình quay lại, chúng ta có tất cả là 5 phương pháp để tìm ra virus đen.
Trong năm phương pháp này chúng ta sẽ lấy huyết thanh của bệnh nhân hai lần, lần một và lần hai. Lần một là khi bệnh nhân bắt đầu nhập viện và lần hai là sau một tuần. Trong năm phương pháp này chỉ có phương pháp ELISA, phương pháp này chỉ lấy huyết thanh của bệnh nhân một lần duy nhất và nó phải là sau ngày thứ năm. Sẽ phải là ngay ngày thứ năm sau khi bệnh nhân có cơn sốt đầu tiên. Đối với căn bệnh sốt xuất huyết đen, sốt rất là quan trọng. Triệu chứng sốt của bệnh nhân là triệu chứng cực kỳ quan trọng. Và một khi ghi bệnh sử của bệnh nhân, luôn luôn chúng ta phải để bệnh nhân đang sốt ở ngày thứ mấy. Bởi vì một khi cái ngày sốt rơi vào ngày thứ hai đến ngày thứ năm, đó là giai đoạn nguy hiểm, có thể rơi vào giai đoạn sốc sốt xuất huyết. Bệnh nhân có thể sẽ chuyển ngay đến phòng hồi sức tích cực. Đồng thời cái ngày sốt này nó cũng sẽ liên quan đến việc chúng ta có xác định được bệnh nhân thực hiện xét nghiệm dương tính hay âm tính. Bây giờ sau ngày thứ năm rồi hoặc là trước ngày thứ năm thì chúng ta chỉ định xét nghiệm tìm kháng thể IgM trong huyết thanh của bệnh nhân, tức là ELISA đó các bạn. Thì lúc này nếu như trước ngày thứ năm thì kết quả cũng sẽ là âm tính. Chỉ giai đoạn từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 6 thôi thì mới có kết quả là dương tính. Và sau nữa thì kết quả sẽ quay trở lại âm tính. Chúng ta phải nắm được điều này để khi chúng ta đọc kết quả, chúng ta tránh trường hợp chúng ta loại trừ căn bệnh trong trường hợp âm tính. Điều này có nghĩa là một khi cái xét nghiệm này âm tính, chúng ta vẫn không thể loại trừ được căn bệnh này. Tức là không thể loại trừ được bệnh nhân vẫn nhiễm sốt xuất huyết đen, vẫn nhiễm virus đen. Bởi vì đối với kháng thể IgM, kháng thể này xuất hiện cao nhất vào ngày thứ năm và sau đó sẽ giảm dần. Thì sau một tuần nếu như chúng ta làm lại, chúng ta không hề tìm thấy được kháng thể này trong huyết thanh của bệnh nhân. Cho nên một khi làm thử nghiệm này, làm thử nghiệm ELISA tìm kháng thể IgM thì chúng ta chỉ làm một lần duy nhất mà thôi. Chỉ thực hiện duy nhất một lần mà thôi. Rồi, một câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao những cái xét nghiệm khác ngoại trừ ELISA ra thì chúng ta phải thực hiện hai lần? Chúng ta phải thực hiện hai lần và đánh giá hiệu giá kháng thể. Thế nào là hiệu giá kháng thể? Đó chính là nồng độ huyết thanh thấp nhất còn có thể cho được phản ứng kết hợp giữa kháng nguyên và kháng thể dương tính. Nồng độ huyết thanh thấp nhất còn cho sự kết hợp giữa kháng nguyên và kháng thể dương tính. Đó là hiệu giá kháng thể. Và chúng ta phải lấy máu của bệnh nhân hai lần để chúng ta đánh giá được cái hiệu giá kháng thể. Và hiệu giá kháng thể lần thứ hai cao hơn lần thứ nhất 4 lần thì chúng ta mới xác định được là bệnh nhân nhiễm virus đen. Còn trường hợp nếu như nó lần thứ hai nó không cao hơn lần thứ nhất 4 lần trở lên thì sẽ không phải là nhiễm virus đen. Vì sao? Vì sao các em? Nhắc lại nè. Đối với những cái phương pháp huyết thanh học ngoại trừ ELISA ra, chúng ta sẽ lấy máu bệnh nhân hai lần, lần 1 và lần 2. Lần 1 là khi bệnh nhân bắt đầu nhập viện và lần 2 là sau một tuần. Chúng ta lấy máu bệnh nhân hai lần để chúng ta đánh giá hiệu giá kháng thể. Hiệu giá kháng thể chính là nồng độ huyết thanh thấp nhất còn cho phản ứng kết hợp giữa kháng nguyên và kháng thể dương tính. Một câu hỏi đặt ra là tại sao khi lần 2 chúng ta thực hiện hiệu giá kháng thể cao hơn lần thứ nhất từ 4 lần trở lên thì chúng ta mới xác định là dương tính, tức là bệnh nhân có nhiễm virus đen. Mà chúng ta khi trong trường hợp nếu như kháng thể đó, tức là hiệu giá kháng thể đó dưới 4 lần thì chúng ta xác định bệnh nhân không nhiễm virus đen. Vì sao? Do đã có miễn dịch trước đó. Rồi, câu trả lời khác. Mời các em.
Trời ơi, gây sốt rồi luôn rồi mà không có kháng thể ít đâu nha em. Rồi, lý do khác. Có các bạn có trả lời gần đúng rồi đó. Đúng là kháng thể lần 2 sẽ nhiều hơn lần 1, khi hiệu giá kháng thể nó nhiều hơn thì kháng thể sẽ nhiều hơn. Bạn Võ Thị Kim Ly hay Kim Lý nè, trả lời cũng gần đúng rồi. Giải thích, mình đã học ngày hôm qua, ngày hôm trước các bạn đã học virus adeno rồi đúng không? Mình đã học virus adeno, virus HPV rồi, và hôm nay chúng ta học virus đen. Và những hôm trước là các bạn đã học cô Lê về những cái bài virus khác và cô Hỷ Yến luôn. Thì rõ ràng một điều mà các bạn không biết là các bạn có nhận ra hay không, tức là những cái virus tại sao nó lại có những cái thành phần kháng nguyên khá là giống nhau. Đó là kháng nguyên ngăn ngưng kết hồng cầu, kháng nguyên kết hợp bổ thể và kháng nguyên trung hòa. Hầu như virus nào cũng có hết. Điều này cũng có nghĩa là nếu như một bệnh nhân đã từng nhiễm một cái virus nào đó, một con virus nào đó, thì trong cơ thể của họ sẽ có những kháng thể này. Kháng thể kết hợp bổ thể, kháng thể trung hòa và kháng thể ngăn ngưng kết hồng cầu, họ đều có hết. Làm sao, làm cách nào để chúng ta xác hiện được kháng thể đó là kháng thể đã có sẵn trong bệnh nhân, trong huyết thanh của bệnh nhân, và kháng thể mới xuất hiện? Thì chỉ có cách là chúng ta sẽ đánh giá được cái hiệu giá kháng thể thôi. Thì tức là cái kháng thể của cái lần sau, sau một tuần đó, sau khi một tuần bệnh nhân mắc bệnh đó, thì cái kháng thể đó phải tăng lên gấp 4 lần cái kháng thể ban đầu, thì đó mới chính là trường hợp virus đang nhiễm ở đây, đang có hiện tượng nhiễm virus ở đây, đang mắc căn bệnh do virus đó gây ra. Các em có hiểu chưa? Các em có hiểu không? Điều này cũng có nghĩa là bây giờ mình sẽ có một cái số vấn đề ở đây. Chẳng hạn như trong cái trường hợp, trong cái giai đoạn này đang có virus corona. Thì sẽ có một số cái phương pháp, một số cái xét nghiệm gọi là test nhanh để xác định nhiễm virus corona đó các bạn. Thì trường hợp này nó cũng giống như test nhanh cái thành phần kháng thể, tức là tìm cái kháng test nhanh là cái phương pháp dựa trên sự kết hợp giữa kháng nguyên và kháng thể. Thì mình sẽ tìm cái thành phần kháng thể đó trong huyết thanh của bệnh nhân. Thì chỉ cần bệnh nhân đang nhiễm virus thì test nhanh vẫn ra kết quả nha các bạn, vẫn ra kết quả dương tính. Và trường hợp test nhanh thì hiện tại là đối với virus corona mình còn làm cái loại là real time PCR nữa, thì lúc đó mới xác định chính xác là nhiễm virus corona nha các bạn. Còn test nhanh sẽ bao trùm hết tất cả virus, tức là một khi bệnh nhân đang nhiễm virus nào đó thì test nhanh vẫn dương nha. Mình hiểu vấn đề nha các em. Đây, ổn chưa chị Qua nha? Đúng chứ các em, có chỗ nào không rõ thì các em cứ hỏi. Rồi. Mình sẽ đến phòng bệnh. Phòng bệnh mình sẽ có phòng bệnh đặc hiệu và không đặc hiệu. Phòng bệnh đặc hiệu là mình sẽ nhắm thẳng vào con vi khuẩn virus đó để phòng ngừa, tức là vaccine. Phòng bệnh không đặc hiệu là chúng ta sẽ làm những cái gì xung quanh đó để hạn chế được căn bệnh này xảy ra. Thì trên hình đây chính là hình những cái hình ảnh mà chúng ta đang thực hiện gọi là phòng bệnh không đặc hiệu đó các em. Mình làm mọi cách để ngăn ngừa được căn bệnh này, tức là ngăn nó thành dịch.
đó là phòng bệnh không đặc hiệu. Một câu hỏi đặt ra hồi nãy mình còn bỏ ngỏ ở khúc trên, đó chính là virus đen này có phòng bệnh đặc hiệu hay không, tức là có phòng bệnh bằng vaccine hay không. Và đó là nếu như là có thì xin lỗi các em, đầu tiên các em trả lời cho chị một câu, đó là có phòng bệnh hay không, tức là có phòng bệnh đặc hiệu hay không trước, rồi xong chị sẽ kêu để chị hỏi tiếp. Rồi, có. Xin mời bạn Nguyên Trần Hiếu, xin mời em. Dạ. Nếu như có vaccine phòng ngừa phòng bệnh thì vaccine đó có tên là gì em? Em thấy trong sách gì có anh em có rồi chị ơi. Vậy hả? Rồi mời bạn khác. Mời bạn Linh Tống nè. Linh Tống ơi. Em nghe cô ơi. Vaccine đó có tên là gì em? Theo em là vaccine đó có tên là Delta 2. Delta 2 không phải. Không phải là Delta 2. Rồi. Chị hỏi để chị cộng điểm cho các em. Mà không trả lời đúng thì không trọng điểm nha. Rồi, mời bạn Võ Tân Khoa nè. Không, Võ Tân đâu? Dạ, em nghe cô. Vaccine này do công ty nào sản xuất? Vaccine Demvasia, vaccine này do công ty nào sản xuất? Cô là do công ty FDA của Mỹ sản xuất. Không phải. Rồi, không đúng, không trọng điểm luôn. Được. Rồi, em tắt lo đi. Khi chúng ta nói đến vaccine thì chúng ta sẽ nghĩ đến Mỹ. Mỹ luôn luôn đi đầu trong vaccine, bởi vì cái ngành sản xuất vaccine là một ngành khá là có lời, rất là giàu. Rồi. Việt Nam của chúng ta thì không bao giờ nghĩ đến chuyện sản xuất vaccine. Thì rất là nhiều nước bắt tay vào việc sản xuất vaccine sốt xuất huyết, và vaccine đó có một vaccine coi như là ổn nhất. Vaccine đó có tên là Denvasia. Vaccine này do công ty Sanofi sản xuất, công ty dược phẩm Sanofi đó các em. Công ty dược phẩm Sanofi sản xuất vaccine này. Tuy nhiên vaccine này được sử dụng đầu tiên ở Mexico và một số nước lân cận. Tuy nhiên vaccine này cũng chưa gọi là hoàn hảo, tức là trong giai đoạn thử nghiệm. Nó giải bài đấy, kêu sẽ đọc. Đứa nào vậy, tắt loa đi. Tắt loa em ơi. Rồi. Chị nhắc lại nè. Vaccine Denvasia, vaccine này do công ty Sanofi sản xuất. Vaccine này hiệu quả trên D1, D3 và D4. D2 hiệu quả chỉ có 35% thôi. Chính vì vậy vaccine này chưa được sử dụng đại trà. Và vaccine này vẫn còn đang trong diện nghiên cứu, cho nên trong bài của mình, trong giáo trình của mình chưa có đưa vào. Đó là vaccine Denvasia, không có bạn nào được cộng điểm trong câu hỏi này nha. Bây giờ chúng ta cô sẽ... Cô ơi, hồi nãy em có nhắn tin tên công ty với cô. Dengue fever is a threat to almost half of the world's population. Dengue is a major public health problem. Mình sẽ xem lại đoạn clip liên quan đến vaccine nha. Bây giờ mình sẽ xem lại luôn ngay cái phút đầu luôn. When biting a person for its blood meat, an infected mosquito releases saliva containing the dengue virus. Once in the body, the virus infects the immune cells in the skin tissue. And enters the lymphatic system. Viral infection can then trigger a strong inflammatory reaction. During the incubation period, the virus first replicates locally.
then spreads into the bloodstream of the infected person. This is called viremia. For some patients, especially children, the infection may cause severe forms of the disease, including dengue hemorrhagic fever. The blood vessels become permeable, resulting in plasma leakage. Ultimately, dengue hemorrhagic fever requires intensive hospital care. When a mosquito bites a person who's already infected, it draws in the dengue virus contained in the blood. By biting another person, it can transmit the virus and spread the disease. Bây giờ mình sẽ xem đến vaccine nha các em. Đây là vaccine Dengvaxia. Vaccine này sẽ có đạt một điều kiện là sẽ ngừa được cả 4 tiếp. Mỗi màu sẽ tượng trưng cho một tiếp huyết thanh gây bệnh. Đầu tiên thì những cái thành phần kháng nguyên này cũng sẽ tiếp cận bạch cầu đơn nhân. Đối với vaccine thì những cái thành phần kháng nguyên này đã được suy yếu và không đủ khả năng gây bệnh nhiễm gen. Thì lúc này khi vào hệ thống bạch huyết thì sẽ xảy ra sự đấu tranh giữa cơ thể, tức là bạch cầu đơn nhân, và những cái thành phần kháng nguyên. Và một điều đương nhiên là cơ thể của chúng ta sẽ thắng. Này, thì lúc này sẽ giúp cơ thể hình thành được kháng thể. Mình nhìn thấy những cái chữ Y nhỏ nhỏ đây chính là kháng thể. Mỗi màu sẽ tượng trưng cho một tiếp huyết thanh khác nhau, và chúng ta có tất cả 4 kháng thể của 4 màu này. Có 4 màu của kháng thể. Và những cái kháng thể này sẽ được lưu hành trong huyết thanh của bệnh nhân, trong máu của bệnh nhân. Thì khi virus đen xâm nhập vào bên trong cơ thể qua vết đốt của mũi, lúc này sẽ xảy ra hiện tượng hoạt hóa. Tất cả những tế bào, bạch cầu và cả những cái kháng thể sẽ được hoạt hóa. Đây là hiện tượng bất hoạt. Và virus không đủ khả năng để gây bệnh. The dengue virus is stopped by the person's own immune system. Đây là cơ chế của vaccine. Về điều trị thì đối với virus chúng ta không hề có thuốc điều trị đặc hiệu, mà chủ yếu chúng ta điều trị triệu chứng thôi. Bệnh nhân có sốt mình hạ sốt, bệnh nhân có mất nước thì truyền dịch, chứ mình không hề có thuốc điều trị đặc hiệu trong trường hợp nhiễm virus. Và virus đen cũng không ngoại lệ nha các em. Đó là mình xong bài virus đen. Mình đến bài tiếp theo, đó là virus viêm não Nhật Bản. Thì virus viêm não Nhật Bản thì mình học nhanh thôi. Cô ơi, cho em hỏi cô. Hỏi gì em? Cô, tại sao lại tinh thể hồng nhiệt lại xuất hiện theo thứ tự ngực, thân mình, chi mạch, trong khi mà virus nó vào máu thì nó đi toàn cơ thể luôn, mà tại sao phải xuất hiện theo thứ tự đó? Tinh thể hồng nhiệt ở đâu? Trong trường hợp sốt xuất huyết, đó là xuất huyết mà em. Đó là xuất huyết. Mà tại sao nó lại xuất huyết theo cái thứ tự đó cô? À rồi rồi, cảm ơn em. Dạ. Đối với cơn sốt xuất huyết thì chị có nói rồi, khi đến những cái mạch máu nhỏ thì những cái mạch máu nhỏ sẽ bắt đầu xuất huyết đầu tiên. Thực ra thì không có phân biệt là theo thứ tự đầu mặt cổ đâu, đa phần ở tay sẽ xuất hiện trước đó các em. Thì những cái mạch máu nhỏ sẽ được xuất hiện đầu tiên thôi, và cái trường hợp nếu như hematuria nó quá cô đặc thì sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa. Chờ chị chút xíu. Viêm não Nhật
chị không thấy bài viêm não Nhật Bản rồi chị sẽ dạy bài khác.